chúng ta mới nhìn ở đây chúng ta có một cái, tôi đang nói cái phần là dựng hình đó, modeling, cho nên là chúng ta thấy ở đây nè, cái ram dốc này là một, thật sự là một cái chuyện khó trong quá trình mà chúng ta vẽ trong công trình của chúng ta. Vẽ cái ram là không đơn giản, cho nên cái kỹ thuật mà để làm cái ram dốc đó trong các cái công trình đó, là thường thường là chúng ta phải dùng cái kỹ thuật của massing ở chỗ này. Cho nên là anh nào kể cả kết cấu hay là cơ điện là sau này anh chế đồ đạc đó, chế chiller bơm quạt đó, hoặc anh mấy anh vẽ kết cấu thì lúc đó đều phải dùng cái kỹ thuật của massing. Ở đây ví dụ nếu mà nói cách đơn giản là vẽ cái ram dốc chỗ này nè, mà vẽ y như vẽ cầu thang thôi chứ có gì đâu, đúng không? Chúng ta kéo lên vậy là chúng ta thấy cầu thang, cái ram đó chúng ta nhìn ở đây nè. Nếu mà nói vậy thì nó quá đơn giản, cái này nó phải vô một cái bài cụ thể. Đây cái ram nó là này, ví dụ cái hình dạng bất kỳ thì chúng ta cũng có thể vẽ được. Ví dụ như trong thực tế mấy cái hầm á, đúng không, mấy cái hầm nó đi lên này nè, nó vừa lên và nó vừa vòng, nó vừa trao nghiêng như vậy, là vẽ cái ram đó là cực khó trong công trình. Nó có như vậy, cho nên là nó phải vô những cái bài cụ thể. Cái chuyện đó mấy bạn, lúc mấy bạn làm massing thì bạn sẽ thấy, ví dụ cái thông số của ram này các bạn thấy là nó y hệt giống vậy, đúng không nào? Chúng ta cũng có edit cái ram đó, chúng ta cũng có nhìn thấy đầy đủ các thông số đó, vân vân. Nếu trong trường hợp này là độ dốc của cái ram đó, chúng ta thấy nếu mà chúng ta đổi nó thành solid thì nó là cái này, được chưa? Nó là cái đó, những kiểu đó như vậy. Còn nếu các bạn vẽ cái ram cái này nè, chúng ta nhìn xuống vẽ ram cái này nè, nó y hệt vẽ cầu thang thôi, có gì đâu, được chưa? Vậy vẽ bất kỳ được không? Vẽ đường bao này bất kỳ được không? Cái ram đó vẽ bất kỳ, y hệt vậy đó. Còn cái railing này thì khi mà chúng ta nói tới cái bài mà chúng ta làm cái railing bữa hôm trước, các bạn thấy cái railing ở đây nè, chúng ta sẽ biết cắt chế những cái railing giống vậy. Nếu các bạn nào mà dân cơ điện hay là dân kết cấu thì các bạn cũng chịu khó, bởi vì thực ra là mấy bạn không quan tâm làm chuyện này. Nhưng trong thực tế thì dân cơ điện thì hầu như là cái phần kiến trúc là đã tự dựng lại hết. Ta nhìn thấy nè, tất cả những này kiến trúc nhìn rất là ngon lành. Chúng ta sẽ biết cách để chế hết tất cả những thứ này. Tôi sẽ dành thời gian đó để nói chuyện đó sau. Cái ram đó, cái railing đó, cái lan can, cái tay vịn đó, nói sao. Rồi bây giờ anh dây, chúng ta mới mở một cái bài tên là Group Model, Group Form. Chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều cái dạng máy giống vậy. Vậy thì bây giờ đó, tôi sẽ nói qua trong cái phần home này, nó còn cái group này nó còn nhiều dạng để tôi nói sao nha. Là làm sao để dựng cái group này, mà muốn dựng những cái group này nó cần đòi hỏi những cái kỹ thuật của cái phần massing. Vậy thì chúng ta phải nói trước một cái đơn giản đi, nói structure trước. Bây giờ tôi làm cái này, tôi đều có dự án dành vẽ những cái cấu kiện trong kết cấu. Bây giờ ví dụ chúng ta nhìn thấy ở đây, tôi vẽ rít, tôi sẽ làm với các bạn một hai bài gì đó trong 6 cái bài mà các bạn có. Tôi vẽ đại ra đây ha. Những cái cấu kiện mà bên này mà kiến trúc sư trong phần mềm Revit Architecture thì khi mà đưa qua Revit Structure thì nó sẽ quy đổi. Nó đổi cái đó thành cái gì? Ví dụ như bên này cái cột đó là của kiến trúc, nhưng cái cột bên kia là cái cột chịu lực, cột kết cấu, thì lúc đó phải quy đổi. Chứ còn không phải là đem cái này qua bên kia nó không xuất hiện trong sơ đồ tính đâu. Các bạn thấy ở đây nó có cái column, trên cái trang home nó có cái gọi là column, nó có structural column. Các bạn bấm vào đây, này thép hình. Mấy bạn thấy nó ràng buộc các cái bậc tự do ở cái đầu này. Bạn nào kết cấu thì thấy, ví dụ nó ràng buộc cho đó, nó là ngàm, là nó là nàm, là khớp hay là gối di động, gối cố định gì đó, tùy đó. Rồi quên, chúng ta thấy là nó kể cả sơ đồ tính, mô hình phân tích của nó nằm ở đó. Nhưng mà tôi nói là tôi không dùng cái đó, mà tôi dùng bên này nè, tôi dùng cái structure bên này tôi vẽ. Tôi nói vậy nè, column. Bây giờ anh vẽ structure column. Nếu nó không có cột bê tông thì chúng ta ra ngoài chúng ta lót thôi. Nó nằm có cái thư mục tên là structural. Chúng ta lấy nhìn column ở trong này. Kể cả đây là chuyện cột thép, cột bê tông, concrete nằm đây. Hình dạng gì đó là chúng ta đều có thể vẽ được hết. Thì mấy bạn, bạn nào kết cấu thì sau này tôi nói sao. Hay là kể cả cái dạng thép tổ hợp. Trong này nó có nhiều thứ lắm luôn á, đâu nè. Nhưng mà cái này dĩ nhiên là nó không nhiều bằng cái mà chúng ta vẽ trong Revit Structure. Tôi có cái cột giống vậy đi. Các bạn có cái cột này là cột đứng hay cột xiên.
nói bây giờ tôi vẽ này là Arduino, tôi để tôi vẽ cục kết cấu cục cắt thành trước ạ, vẽ cây y thì vô đây nói Arduino áp column này đến chia lại bạn bố từng trí từng cây 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 một. Ví dụ đây giả sử cái cột đó, đây nó có cái cột của kiến trúc rồi các bạn áp column này áp vít, tôi đẩy từ đây qua đây thì tự động nó sẽ vẽ đó Phoenix. Ở mỗi một cái mắt lưới như vậy á, ở cái lưới cột đó thì chúng ta thấy nó có xuất hiện cái cây y nó lên thế này, các thông số của cây y đó là đây, chúng ta sẽ nói sao đúng không nào, chúng ta nhìn xuống dưới này chúng ta mới nói như vậy. Đó là giờ giả sử tôi nói trong structure bạn có móng đơn móng băng xin lỗi móng đơn móng băng móng bè tùy thôi, chúng ta nói giờ isolated tôi nói chưa có thì tải vô. Chúng ta lưu ý rằng trong Revit architecture nó có đồ nhưng mà là để cho kiến sư vẽ minh họa thôi. Nói add column tôi đẩy từ đây ra dưới cái móng này, xin lỗi dưới cái cột đó đều có cái móng nhưng nó báo là không thấy. Không thấy là lý do là sao? Tại vì cái khoảng quan sát của chúng ta view range là nó xuống tới đây là hết rồi, view depth chiều sâu quan sát tới đây hết, nó này anh xuống level below. Đúng không? Vậy thì cái chuyện mà khống chế hiển thị trên bản vẽ này mới là cái chuyện quan trọng. Cái Revit này nó mới đẩy với cái Revit World để làm 4D đó. Vậy nó nối với lại Microsoft và Primavera để làm. Cái nói như bây giờ vậy đi, tôi mới vẽ beam, vẽ dầm, dầm thép, tôi nói giờ giả sử là anh level thì tôi mới kệ nó vẽ đại đi, on grid đẩy từ đây ra đây, bạn muốn vẽ bất kỳ cũng được sao hết, lát tôi nâng nó lên các bạn nhìn ra 3D các bạn thấy nó nói là tôi chọn hết những anh đó, tôi nâng này lên là tác level, nếu mà bạn muốn cho nó xiên thì bạn nâng nó lên năm đầu nó nhiêu đó, còn này nó dưới này nâng lên 500 ví dụ vậy, tôi nói nâng lên đi. Vấn đề của Revit là những cái nút, những cái liên kết ở chỗ này, các cái mối ghép chỗ này là nó không vẽ trong Revit mà phải dùng structural detailing làm. Còn ví dụ như anh nào mà làm Tesla hay cái gì đó là cái này là nó vẽ nó làm luôn, nhưng mà Tesla thì tất nhiên là nó là một cái mô hình toán độc lập, nó giống như CAD 3D, nó không có giống như cái. Còn các bạn xài SD2 đó đúng không, cũng là mới vẽ. Rồi đó chúng ta nói chuyện sau đi. Chúng ta thấy có nhiều công cụ lắm nè, anh nào mà tới nhà thép gì đó là nó tự động nó đẩy cho tension đây nè. Cái này là có lúc mình tôi sẽ nói không, cái này nó nằm trong đây nè, chúng ta thấy là nó có content generator nè, rồi rip generator. Rồi tôi làm mấy cái khung nhà thép á, hiểu không, nó không có những cái cấu kiện nào quá đặc biệt là tự động nó sẽ làm ra cái, nó tự nó tạo ra cái nhà đó luôn rồi thảy qua structural detailing làm. Bây giờ chúng ta nói là lên tầng 2, bạn mới vẽ cho nó là structure, nói là bây giờ tôi vẽ dầm, dầm đó nói on grid đẩy từ đây lên, nó vẽ quá là dễ đúng không ạ? Bạn thấy này đó, đây là tường chịu lực đúng không? Còn partition này lúc đó tức là những cái tường mà những vách ngăn á, nó gọi là partition wall, thằng này nó không chịu lực. Chúng ta thấy nè, ở đây nó có cột kiến thức, bạn thấy y vậy, nó sàn structural floor. Ví dụ ta thấy ở trong này nó có thể là metalnet, ví dụ dưới này mấy anh chàng này hay là tôn đúng không, kim loại gọi là gì đó, sàn kim loại á, xong rồi chúng ta đổ bê tông nhẹ gì cho nó vân vân, thì dù tùy thôi, structural floor nó có nhiều thứ. Tôi nói ok để tôi vẽ sao hết, anh này nằm ở đâu, anh này level nó nằm ở level 1 đi, level 1 offset lên 500 lên trên đầu kia nằm trên, ví dụ tôi vẽ cái sàn quá là đơn giản. Cái sàn đó là loại gì là chúng ta làm được. Cho tới cái sàn nằm chỗ này, tôi nâng lên của lên lên đầu kia. Rồi, tôi nói giờ tôi nâng lên đi 600-700 gì đó, tất nhiên là tùy tôi thôi. Sau đó là cái sàn nằm đây nè. Rồi các bạn muốn cắt sàn, nó là sàn bình thường mà. Nè, ví dụ các bạn thấy là metal deck nè, đúng không? Là làm được hết. Các bạn nói là giờ là lên trên tầng 2, bây giờ anh vẽ cho tôi structure, tôi có đây là sàn cột thì các bạn vẽ được hết rồi. Đây nó có một cái truss, mấy cái dàn, cái cống máy á, dàn gì kèo nó lên đây nè, các bạn ra ngoài các bạn load cho nó một cái,
Nhưng tôi nói trước là trong Revit Architecture mà dùng mấy cái này để vẽ thì nó không phải. Nó không phải đồ, nó không phải là đúng đồ của nó. Tôi nói bây giờ là tôi vẽ cho anh cái truss structure. Nắm đây đi ha. Rồi đi từ đây qua đây đi. Đúng không? Ví dụ các bạn thả sà gồ cho này như nào đó. Rồi chúng ta từ từ cái dạng này chúng ta cũng có thể sửa được. Sửa lại được hết á. Ta edit family nó edit profile chúng ta sửa lại những cái dạng, sửa đường trên này lại, sửa đường dưới này lại nó ra dạng khác. Nhưng mà chuyện đó nói sao đi. Bây giờ ví dụ như trên này như tôi thả. Đây là một cái gọi là thả sà gồ á. Bây giờ các bạn thấy là đây nè, beam system. Trên cái beam system đó nó nói là automatic. Đưa vô phía này thì nó sẽ vẽ cái này khoảng cách là bao nhiêu, khoảng cách cố định, số lượng cây thả dòng đó, những dòng phụ á đó. Đó chúng ta thấy ở đây nè, đây là cái khoảng thông thủy nó, khoảng cách giữa nó với nó nhau là bao nhiêu là do ông ta quyết. Đây là maximum. Tôi nói bây giờ thì hiện tại tôi vẽ đây là fixed number 6 cây nằm phía này hay nằm phía này, tôi nói nằm phía này đi. Nhìn nó 3D thấy nó. Nó vẽ cái này đúng không? Ok, continue. Nó báo là beam not specified, beam direction. Ok, xin lỗi nha. Nó beam direction. Tôi bỏ này thôi. Bây giờ tôi mới vẽ đây một cái nè. Bây giờ tôi thả bên này. Tương tự thôi các bạn. Nhanh đó. Thành ra nó có những cái bài của nó. Beam. Beam system, nhưng mà bây giờ tôi sketch. Sketch cũng được, là tự mình vẽ thôi. Tôi nói để tôi tự vẽ. Giả sử đi từ đây ra đây. Tôi vẽ tiếp chỗ này lỗ nữa, tôi cắt thép. Bây giờ dù tôi edit boundary trở lại, nó là beam direction, nó nói nó không nằm hướng đó mà nó nằm hướng này. Bây giờ nó nằm qua hướng này, được không? Tức là những cái dòng phụ đó chúng ta nhìn vào đây thấy. Bây giờ chúng ta vẽ thêm thép ở chỗ này, đây cái lỗ nó cắt thép, cái dòng đó đó đẩy lên. Tất nhiên là cái này chúng ta có thể đổi được. Nếu các bạn thấy cái này không ok thì mấy bạn ra ngoài bạn load thôi. Load family structural nè. Đó là nó có gì? Framing, steel, thép gì đó, chúng ta lấy đi. Đây là dầm lò đục lỗ quý gì đó, nó có đủ hết tất cả thứ đó. Cái này nó có một số cái cũ cho nên nó không hiện lên. Ok. Là do chúng ta lấy thôi. Mấy bạn ra đó giờ dạng T biết đã là lấy. Như vậy thì trên structure này nè, vẽ lưới, bố trí cột, bố trí này xong. Cái này nè, ví dụ như giả sử tôi vẽ cái tường. Nhìn xuống tầng 2, tầng 1. Tôi nói bây giờ tôi vẽ cái tường structural wall. Chú này là cao lên tới tầng 2. Bây giờ offset dưới chân của nó, ví dụ nó xuống dưới là nhiêu đó, do tôi đã làm đây không kể đó. Tôi cho nó giả sử là tôi để im nó ngang tầng đó luôn. Tôi nói là chỗ này nè, chỗ này là cái lõi thang máy tôi cắt thôi. Tôi vẽ chỗ nào đó bạn nhìn ra đây, tất nhiên là tôi sẽ cắt cái lỗ cho nó, đúng không? Nhìn thấy cái tường này nè, nhìn đây nè, nói là ok, móng băng đâu thảy vô, móng băng là kích thước móng băng là loại này là mình hoàn toàn edit sửa chữa lại được hết, select bendable, quét từ đây qua đây nói là đó, thì nó thảy móng băng ở đó. Rồi những cái móng băng này, ví dụ như sau này ví dụ như bạn vẽ cho nó, bạn đổi lại cái biên dạng, chế lại hết những cái móng băng này, cái loại móng băng đó. Ở một số cái, ví dụ là móng dạng gì đó, có sườn hay không có sườn hay cái gì đó, quan tùy chúng ta. Chúng ta chỉnh lại. Thì mấy bạn thấy nè, cái này móng bè. Vậy thì cái chuyện này, mấy chỗ này là vẽ được hết không? Đúng không? Nhắm là vẽ được hết. Ở đây nó có cái hệ dằn của nó nè. Chúng ta nhìn xuống nè. Mấy dằn của nó đó. Chúng ta mới nói là bây giờ nè, tôi mới dùng cái view. Tôi có trong cái elevation này, nó có một cái gọi là framing elevation. Cái framing elevation này là dùng để cho chúng ta vẽ mấy cái dằn nó vô trong, để cho nó chỉ hiện độ của kết cấu thôi. Bấm framing elevation mấy bạn rê vô đây nè. Nhìn hướng này hay là nhìn hướng này, hay là nhìn từ đây qua, hay là nhìn từ trên xuống từ dưới lên, nói bây giờ anh nhìn hướng này đi. Rồi thì lập tức nó xuất hiện bên này một cái 1A. Nhưng chúng ta không thấy gì hết, chúng ta mới nói là thôi rồi tôi nắm cái này tôi kéo ra.
Các bạn thấy cái quy ước ở chỗ này nè, đúng không? Nó vẽ cái này khoảng này nó hở nhiêu thì cái chuyện đó là do chúng ta quyết ở chỗ cái dấu này. Này nó hở mấy ly? Từ xin lỗi symbolic cutback distance. Đó, dằn vô này hay là dầm vô cột vô cái hệ hay là dầm hay là cái dàn gì kẹo dàn kết cấu máy đó, cột viết nó hở ra mấy ly là do chúng ta quyết. Thì anh nào kết cấu quan tâm đó thì tới bây giờ tôi đi vẽ fray đó, dạng nào đó, thép nào đó, do tôi nói thôi giờ để tôi vẽ luôn đi, tôi lấy ẩu lấy cái này vẽ ra chống từ đây qua đây, ngay chỗ này nè, cái liên kết ở chỗ này, ghép hàng hay ghép bu lông, cái bản mã, cái gết xét chỗ này, cái nút ở chỗ này như thế nào mà để vẽ 3D thì cái đó phải nhờ bên Structural Detailing nó làm. Chúng ta không làm chuyện đó ở đây, Revit nó không làm chuyện đó. Các bạn thấy đây nè, ngay chỗ cái nút này nè, đúng không, cái bản mã này nè, rồi ghép gì nào đó, vân vân, ghép mối ghép chỗ này, liên kết chỗ này như thế nào là cái chuyện đó phải đưa qua bên Structural Detailing nó làm, ở đây nó không làm. Ví dụ ở trong này nó có cái structural wall, ví dụ như anh nào mà vẽ ví dụ mấy cái tường trong đất à, đúng không? À, rồi cái kiểu anh làm lõi thang máy đó là trong Revit Structure là tự động nó thả thép vô đó, thả thép 3D, mình kích chuột mình chỉ nó tự động nó thả móng cái đó, nó tự động nó thả thép vô. Trong Revit Architecture mình không làm được chuyện đó, cột bê tông dầm, ví dụ vậy, dầm bê tông là tự động nó thả thép và mình đi đưa thông số thôi, là nó tự động nó đã, xong lúc đó mới là kích cái đó thảy qua bên Structural Detailing theo cái tiêu chuẩn thể hiện cái bản vẽ nó theo tiêu chuẩn nào, thì lúc đó nó tự động nó làm và nó bóc cái bản kê, bạn làm bản thống kê, thống kê thép trong đó và đẩy ra bản Excel luôn. Thì lúc đó khi mà học Revit Structure với lại quy học Revit Structure và Structural Detailing thì lúc đó tôi sẽ làm cái kiểu giống vậy. Còn anh nào mà nói dù anh nào làm robot ở đây, có anh em nào làm robot chưa? Làm robot thì lúc đó tôi vẽ cái khung nhà này, tôi thả tải trên Revit Structure, nó có một cái để chúng ta thả tải đó, rồi các trường hợp tải trọng, các tổ hợp tải trọng ta thảy qua kia, nó tính chuyển vị phân bố sức đó, tính ra thép, thì lúc đó chúng ta phải làm. Thì ở đây mình đang nói cái chuyện chung là kiến trúc, để chi mấy anh em y sau này, ví dụ như bây giờ hiện thời là cơ điện lạnh ri chẳng hạn, nó làm cái nhà ga T2 Nội Bài, thì toàn là mấy anh kỹ sư em y là đi dựng kiến trúc lại từ bản kép, họ tự dựng lấy không cần kiến sư. Bây giờ chúng ta nói cái này về phần structure đây là coi như ổn đi ha, đúng không nè. Bây giờ chúng ta mới nhìn qua một cái nó gọi là massing and size. Mấy anh chỉ nhìn đây giùm tôi, cái massing á, thật ra đúng trong trình tự thiết kế là tôi sẽ binh những cái mảng khối đó lên để tôi dựng công trình. Chúng ta nhìn ở đây nó có nhiều thứ, ví dụ như trong trang home chúng ta nhìn cái wall nó có cái wall biface, chúng ta nhìn vô roof nó có roof biface, nó có floor, để coi nhé, floor biface. Nhưng tất cả những thứ đó là tại sao biface, tức là theo những cái đối tượng nó được tạo ra từ những cái mặt. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là cái mặt đó là nó gom hết cái này vô đây nè, chúng ta thấy nè, curtain system biface. Chúng ta mới nhìn thấy những cái công trình ví dụ 8 tầng ngoài kia, thấy không, nó làm búp xe cái gì đó, thì chúng ta cũng phải làm đó, rút biface. Chúng ta có cái rút giống vậy, một cái rút cong trong không gian, vẽ một cái máy. Chúng ta có tường cong giống vậy, các bạn biết rồi. Chúng ta có những cái sàn, đúng không? Nhưng rõ ràng là trong thiết kế bây giờ tôi đâu có biết, người ta giao cho tôi thiết kế kiến trúc, tôi nói là bây giờ sàn của anh tôi cần là 10 sàn, mỗi sàn là 2000 m², đó, thì hình thù thế nào tôi phải dư chọn để thiết kế ý tưởng. Thì lúc đó là Revit có thể nói là về cái chuyện đó là vô địch. Là một số anh bên kiến trúc hỏi tôi là ví dụ là tôi làm bằng Rhino, rồi tôi làm bằng Grasshopper gì đó là lớp mới để làm, cái này đã có hết nè, nhìn nè. Tôi mới có một cái, bây giờ trước khi mà chế tạo cái mat mới thì tôi ra ngoài tôi play mat. Mat là khối, play mat, bấm vô play mat và nó nói chưa có, tôi ra một cái thư mục tên là mat. Tôi tải cái mat nó vô. Cái mat này mình sẽ tự chế nha, tôi nói bây giờ tôi sẽ thích lấy cái mat này. Thì khi tôi đưa cái mat này vô, nó hỏi tôi nè, cái mat này nằm lên một cái mặt nào, ví dụ như vậy, đúng không? Tôi nói đâu có mặt nào ở đây, tôi đẩy nó lên trên mặt phẳng làm việc hoặc lên, tôi nói nằm đây nè, mặt phẳng làm việc lúc này nó nằm ở đây, nằm trên mặt phẳng màn hình. Thì chúng ta mới nhìn ra đây, cái khối này đó là đây, được chưa? Các bạn mới thấy ở đây là massing. Tôi mới chọn một cái gọi là wall biface, tôi bấm vào đó và tôi chọn, tôi nói là chỉ vô mặt này, chỉ vô mặt bên này, nó tạo cho tôi hai cái mask, à xin lỗi, nó làm cho tôi hai cái wall nằm ở chỗ này. Như chúng ta thấy như vậy này, chúng ta phải bấm vô đây, chúng ta chọn cái wall này lại, cái tường này lại, cái tường này nó cong trong không gian như vậy đi, cái khối của tôi mà nếu mà nó cong thì cái tường này nó sẽ cong theo thôi, anh tù bất kỳ.
tôi mới nói là bấm ở đây. Nhưng mà dân cơ điện hay dân kết cấu đó tôi đâu có cần cái này. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy đây nè, nói là lấy mặt trong của nó đó, nó đẩy này ra nó hết cái tình trạng đó. Chúng ta thấy cái mặt bên này nó đang dày là do nó chồng lấn vô trong kia, chúng ta mới chọn nó. Chúng ta nói là anh lấy mặt trong là tiếp xúc với khối đó. Hết rồi ha, đúng không? Thế tôi đang nói bây giờ là hai cái mặt đứng này nè, ở hai cái mặt dựng này, như tôi dùng cơ tên system, tôi chỉ vô đây và tôi tạo system, chỉ vô đây, xin lỗi nha, clear qua phía bên này, tạo system, thì cái mặt này nó cong không? Cong đúng không? Tôi mới nói là vậy nè, đây là những cái đường lưới của nó. Tôi mới dùng một cái tên trong home, nó có một cái gọi là curtain rig. Tôi vẽ vô, tôi bố trí nguyên đoạn cũng được, tôi bố trí một đoạn thôi cũng được nữa, đúng không? Hay là tôi lấy là đó, thả hết trừ cái đoạn này ra thôi. Và nha, tôi thấy này được, các bạn nè, all segment. Tôi bố trí những cái đoạn, cái đường lưới này theo ý tôi muốn, nhưng mà nó mới chỉ là cái đường lưới đó thôi. Đây là cái khung của nó đó. Sau khi chúng ta làm được cái đó rồi, chúng ta mới dùng cái này, nó có cái gọi là boolean, mấy cái đố này nè, chúng ta lấy boolean này. Đó. Rồi mấy anh nào mà làm mấy cái facade của mấy cái tòa nhà đó, làm mấy cái lam rồi đó, lam nắng rồi đó, lam đứng, lam nghiêng gì đó, vâng, bấm cái đó thì cái này chúng ta sửa lại được hết. Boolean nó nói nè, đoạn này chỉ một đoạn thôi, hay là chỗ nào trống thì làm hết. Tôi nói vậy chắc các bạn theo kịp đúng không? Nó thả hết mấy chỗ này và biên dạng của cái này là hoàn toàn đổi được. Biên dạng của này đổi được. Cái kiến này dày mấy ly là chúng ta đổi được. Lúc mà tôi nói tới curtain wall á, tôi nói curtain wall ở đây nè, cái wall mà gọi là curtain wall, tường kiến, thì tôi sẽ nói chuyện đó. Bây giờ tôi quay qua phía bên này nè, tôi nói là chỗ nào trống thảy vô đây boolean nè. Thấy chưa? Như vậy thì rõ ràng nếu mà ở trên này tôi dùng cái masking mà là cái rút biface đó, nếu cái máy ở trên này nó cong thì tôi sẽ có cái máy cong lên đây, đúng không? Cái máy vòm, các bạn thấy giống trung tâm hội nghị quốc gia. Bây giờ nói vậy nè, tôi nhìn ra như vậy thì chỗ này nè, wall curtain system là biết làm rồi nè. Bây giờ tôi mới nhìn ra mặt đứng của nó, tôi nói như vậy, tôi vẽ cho anh một, tôi vẽ thêm một mấy cái level nữa. Tôi thích tôi vẽ thêm mấy cái level này. Tôi đang thiết kế tưởng mà tôi đang tìm ý. Tôi tìm cái thiết kế của tôi, cái dạng cái thiết kế đó như thế nào. Được không? Sau khi mà tôi làm được cái đó xong á, tôi mới bấm lên cái khối đó. Chọn riêng cái khối, nếu trong trường hợp mấy bạn chọn được thì bạn phải lọc cái này nè. Lấy cho được cái mask đó. Có một mask cái duy nhất có một cái à. Chúng ta lấy cái đó và chúng ta thấy ở trên này nó xuất hiện cái gọi là mat floor. Cái mat floor tức là cái sàn của cái khối này, do chúng ta vẽ level đó, tôi bấm mat floor, nó hỏi là cái sàn anh muốn xuất hiện chỗ nào, nó chỗ này nè, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Và chúng ta thấy nó nằm ở đây. Đó là những cái sàn và chúng ta mới dùng cái gọi là floor biface, bấm vào nó. Và chúng ta thấy để là select multiple, chúng ta chỉ vô đây nói một cái, hai cái, ba cái, bốn cái và tạo một sàn. Như vậy thì cái nhà này, nếu chúng ta thiết kế hình dạng của cái khối của cái công trình kiến trúc của chúng ta ở dạng bất kỳ, các bạn thấy cái này thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nè, chúng ta bố trí dạng kết cấu là vô. Cái masking là một cái rất là mạnh ở trong Revit. Thì bây giờ sau đây tôi sẽ mời bạn coi cái mask đó, đó là chúng ta thấy ở đây nè. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể đưa cái mask này vô để chúng ta làm, đúng không? Chúng ta là thả đó. Giờ tôi có thể làm, tôi đưa một cái dự án mới ra đây đi, tôi load nhiều khối khác vô đây để làm nhiều lốc nhà khác nhau. Rồi trước khi chúng ta nói cái máy này thì chúng ta làm một cái dự án nhỏ nhỏ đâu đó đi, đóng bỏ này đã. Bây giờ ví dụ như vậy, tôi đây tôi vẽ cho nó cái grid, vẽ cái grid đó dài ba cái grid gì đó, đây từ đây ra đây, không sao hết. Tôi sẽ tự làm cái mask cho mình,
Đó, bây giờ tôi có cái bát này. Đúng không nè. Do tôi thôi, mấy cái đường trục mà. Mấy lưới cột đó. Vân vân nằm ra đây. Bây giờ tôi ra ngoài tôi làm cho nó matching. Và lúc đó chúng ta đã là inlay mat. Cái mat này là do chúng ta tự chế. Chúng ta tự chế lấy. Tôi bấm vô inlay mat. Nó nói là cái building số 1, cái nhà nó mat số 1. Và tôi tự làm cho mình một cái mat bất kỳ. Tôi vẽ thôi. Bạn có thể vẽ bất kỳ cái lưới đó không sao hết. Finish. Bây giờ chúng ta finish mask. Chúng ta sẽ nhìn 3D. Cái mask này nè, bấm lên đây. Edit in play. Chúng ta thấy là cái mask này chúng ta chọn hết cái mask này nè. Tại vì nãy tôi finish. Tức là nếu mà chúng ta đã lỡ mà hoàn tất nó rồi thì chúng ta phải edit trở lại. Ví dụ tôi finish là nó báo là lúc đó tôi bấm lên nó và tôi edit sửa nó lại. Tôi bấm lên tôi nói là đây nè, bây giờ á tôi nhìn ra mặt này đi. Rồi để chúng ta có thể vẽ nó sao nó 3D cũng được sao hết. Tôi nói là cái khối này nè. Ở đây nó có create form. Nó có solid form nó ra khối đặc, mà void thì nó ra khối rỗng, tức là nó khoét, nó đục. Nó cắt trong cái khối đó. Đây nó ra này. Hiểu không? Nó có nhiều dạng, nó bấm lên đây. Nó lên cái khối đó. Khối này chính xác là bao nhiêu, gõ số là vô nói này cao 50 thước. Rồi nha, nhìn xuống mặt bằng. Ở giữa này nè, có cái giếng trời chỗ nào đó lấy, nó nằm vô đây, tất nhiên là do tôi vẽ thôi. Tôi nói là nằm chỗ này nè. Tôi nhìn ra 3D. Vẽ bất kỳ thôi mà. Cái anh chàng này nè, tôi nói đó là void. Void form. Và tôi nắm nó tôi kéo lên. Finish mask nó lủng một lỗ ngang đó. Như vậy thì chúng ta cứ vẽ biên dạng bất kỳ đúng không? Chúng ta đẩy nó lên. Sau khi mà làm cái đó xong, chúng ta mới nhìn ra mặt đứng của nó. Chúng ta nói nè, đây nè, nhìn. Tôi bấm lên cái này và tôi array, đánh AR. Đẩy từ dưới này lên, tôi nói nè, lên đây là 4m. Số lượng là 15 cái. Trên này nó bị dư đúng không? Ta chọn hết mấy này, chúng ta bỏ đi. Chọn hết cái đống này. Unwrap. Anh chàng này, unwrap. Nhưng mà khi chúng ta array như vậy đó, thì chúng ta không thấy được cái bên này nó tạo. Chúng ta phải dùng cái view. Và chúng ta có một cái là plan view. Và tôi nói là bây giờ anh tạo mặt bằng sàn cho tôi. Nó hỏi nè, từ tầng 3 đến tầng 13 nói tạo đi. Bên này nó chạy xuất hiện nguyên một dòng. Mặt bằng trần ACP cũng y hệt giống vậy. Vậy thì có gì đâu, rất đơn giản. Mình nhìn ra 3D. Thấy cái khối này nó là cái này đúng không? Dựng cái khối này quá là đơn giản. Cho nên nó nói không sao hết, bấm lên nó này, nói nè mat floor. Rồi chưa? Chuyện còn lại matching, curtain system gì đó vân vân là do chúng ta làm. Nó ok, vậy thì wall select multiple tạo sang. Anh nào làm tường làm gì đó là do anh, rồi bây giờ anh làm ơn anh vẽ cái chỗ cái lõi này nè hay là gì đó vân vân do chúng ta làm. Tường này làm được không? Đúng không? Bây giờ kết cấu đâu? Nó nói là kết cấu hả? Đây nè, cột. Tôi nói giả sử là cột đó là cột bê tông, structural column. Cột đó, tôi load luôn cái cột từ ngoài vô là structural. Này, chúng ta biết chuyện đó rồi. Nói column, đó là cột bê tông. Hình chữ nhật này đây chẳng hạn. Kích thước lớn nhỏ thì do chúng ta chọn. Tôi nói cái cột này là 6,5-700. Nó đi từ đâu đến đâu, nói là add grid. Thấy không? Để tôi đẩy hết mấy cái cột đó. Finish một cái. Nhìn cái dàn cột nó ra đây. Anh nào kết cấu rồi vẽ đây nè. Bây giờ tôi nói giờ cái cột này tôi lựa hết đi. Nó dư nhiều chỗ nhưng kệ nó để lát tính.
anh chàng đó là lên luôn tới trần tới tầng 13 không? Dưới chân này anh âm nó xuống đi, xong rồi thả móng cọc cho đó, nó âm xuống 4 mét không chừng. Rồi dầm dưới rồi đó, cái chỗ nào nó dư thì mình bỏ thôi đúng không? Do chúng ta làm nãy nó lẹ quá, chúng ta bỏ mới đi. Cái này chúng ta chỉnh lại vị trí, cái này nó lấn qua đất của người ta. Rồi có một số chỗ rồi đó, cái cột nó, móng đâu? Isolated, nó nói chưa có móng cọc đâu. Ví dụ bên trên máy của các bạn là chắc chắn là không có móng cọc rồi đó. Nó phải có từ ngoài vô. Khi nào qua David sắp chơi nó mới có. Dầm đâu? Bim, bim bê tông có không? Lót vô. Subsol, ramming, concrete, hình chữ nhật. Mấy trăm? 400, mấy trăm đó tới 300, 600. On rip, đẩy hết cái vàng này qua đây. Do tôi vẽ thôi, rồi xong tôi cóp từ dưới lên. Nhưng mà cái bài này tôi minh họa nghĩa là gì? Chúng ta làm chuyện gì ở chỗ này? Là chúng ta ngay từ ban đầu này là cho cái cột này đi lên đâu đó nữa, còn cái này là cái rút đúng không? Rút by file minh họa đó mà, chỉ lên trên. Xin lỗi, rút by file tường kiến gì đó, thảy vô đây dùng cái đi. Mullion đâu? Như vậy đối với một cái nhà này, thông số về cái khối mát đó hoàn toàn chúng ta có được ở bên này. Nó cho chúng ta biết rằng cái khối mát đó, diện tích sàn, tổng thể tích, tổng diện tích sàn là bao nhiêu, là trên cái đó. Cho nên là làm cái này rất là đơn giản. Ví dụ như sau này tôi đẩy qua review structure là tôi lấy lại toàn bộ cái kết cấu gì mà tôi vẽ bên đây, và tôi vẽ bổ sung thêm một số cái cấu kiện khác, và tôi chỉ vô đây để cho nó bố trí thép. Đó là cái kiểu nó lại vậy thôi. Bây giờ vậy, cái bài mà chúng ta làm ở đây á, là các bạn vẽ đại bất kỳ cái lưới này, massing, inlay mat, đúng không? Xin lỗi, không phải inlay mat, đây là inlay mat. Và chúng ta đặt cho tên nó một cái mat gì đó. Chúng ta vẽ cái hình, tạo cái dạng nó lên cho tôi. Đó là cái dạng, một cái dạng rất là đơn giản.